Hello, xin chào các bạn với kênh Nhu Nguyễn nha. Thì hôm nay em sẽ trả lời của cửa hàng xe máy Sơn Đức Phát cập nhật những cái dòng xe máy mới tại cửa hàng nha. Rồi, đầu tiên em chào chị luôn nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Dạ. Thì em xin nói tự giới thiệu luôn, em tên là Linh. Cửa hàng em là xe máy nhập khẩu Sơn Đức Phát 2, nằm ở địa chỉ là tổ 1 khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể là vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai nha mọi người. Nếu như mà anh chị em nào đang ở, đang làm việc và sinh sống ở Đồng Nai á, có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người nha. Dạ. Rồi còn nếu mà khách hàng ở xa đến thì nó xem kênh mình có ưu đãi gì không chị? Có, nếu như mà khách hàng ở xa tới mua xe á, thì em sẽ hỗ trợ tiền xăng cho mọi người từ 500 tới 1 triệu khi mọi người có liên hệ trực tiếp với em nha. Dạ. Thì hôm nay em sẽ cập nhật về dòng xe S150, 155 tại cửa hàng cho mọi người cùng tham khảo nha. Rồi, giờ mình sẽ qua bên đây cập nhật những cái dòng hàng center cho các bạn em xem nha. Em sẽ cập nhật từ bên đây qua đi. Đầu tiên là S150, phiên bản này là phiên bản 2022 thì tại bên em đang có giá là 42 triệu thôi. Dạ, 42 triệu, này là bản RC nha. Đúng rồi, mọi người mua góp đối với dòng xe này thì đưa trước cho các em tầm 4 triệu trở lên là có thể lấy xe về được rồi. Dạ. Còn bên đây là những cái dòng hàng center 155. Đối với dòng hàng center 155 á, thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì đang có giá là 43 triệu. Còn phiên bản quá trình bắt thay thì đang có giá là 45 triệu thôi mọi người nha. Dạ. Yeah. Đây là sơ lược những màu tại cửa hàng em. Và đây là em S150 phiên bản mới nhất 2023. Thì em này giá nhỉnh hơn xíu là 43 triệu 500. Dạ, yeah, này là tem mới nha, rất tem là đẹp mới luôn. 2023. Rồi, còn nếu mà sơn 3D những con này mình thêm nữa là bao nhiêu chị? Đối với những màu sơn 3D thì mọi người cộng giúp em 2 triệu vô là ok. Bao gồm màu sơn, đổi màu cà vẹt cũng như là lên màu sơn xe luôn. Ok nha. Đó, sơn 3D cứ tính thêm là 2 triệu thôi. Qua đây là sơ lược những màu sơn, màu zin cũng như màu sơn bên cửa hàng em. Thì có đầy đủ rất là nhiều màu luôn cho mọi người tham khảo. Dạ. Còn đây là màu xanh, bản này là màu xanh GB nha. Khá xanh đẹp luôn. GB. Màu xanh này giá nó là bao nhiêu chị? Màu này thì đang có giá là 46 triệu thôi chị. Ồ, 46 thôi. Màu xanh bên đây cứ tính thêm là 2 đối triệu. Đối với màu này là màu giới hạn thì tem mới 2023 luôn nè mọi người. Rất dạ. là đẹp. Màu tem trắng. Này thì đang có giá là 46 triệu 500. 465. Màu trắng này giống như trắng ngọc trai á, rất là đẹp luôn nha. Trắng ngọc trai mà đời này đời 2023 mới nhất luôn á chị. Dạ, tem mới luôn. Những cái dòng này nếu mà khách hàng mua mình trả trước là bao nhiêu chị? Trả trước tầm 4 triệu là mình có thể lái xe rồi. Dạ, 4 triệu. Thủ tục thì rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân hoặc là căn cước công dân bằng lái hoặc căn cước công dân với hộ khẩu hoặc căn cước công dân bảo hiểm y tế là có thể mua được rồi. Dạ. Đây là những cái dòng công tay nha. Còn cửa hàng của mình có khách hàng có xe cũ tới cửa hàng mình có thu không chị? Có luôn nha, bên em có đổi xe cũ lấy xe mới luôn và đổi xe cũ giá cực kỳ cao cho mọi người. Dạ. Đổi xe cũ lấy xe mới cho mọi người. Và có những trường hợp mà ví dụ như khách hàng đổi xe cũ xong rồi có thể lấy tiền về nữa đó. Ví dụ xe cũ mình bán được 10 triệu đi, mình mua góp mình đưa trước 5 triệu thôi, em sẽ gửi lại 5 triệu cho mọi người cầm tiền về. Dạ. Để mình có thể làm việc riêng của mình nữa. Dạ. Rồi, đây là những cái dòng công tay. Giờ mình kế tiếp cập nhật cái dòng nào đây chị? Tiếp theo thì em sẽ tư vấn thêm về dòng xe tay ga đi. Dòng dạ. xe mà đang được mọi người ưa chuộng nhất đó là dòng xe Vario nha. Rồi, Vario này cũng là mẫu mới luôn nha. Đây là dòng xe mà được mọi người mua nhiều nhất tại thời điểm hiện tại đó là Vario 125. Dạ. Tem 2023. Thì đối với những dòng xe này thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là khóa thường và khóa thông minh. Nó chỉ có hai phiên bản vậy thôi. Thì em sẽ báo giá cho mọi người luôn. Đối với dòng khóa thường thì đang có giá là 38 triệu và đối với khóa thông minh thì đang có giá là 40 triệu thôi. Trên là chỉ có 2 triệu thêm dạ, khóa smart key thôi. Đối với dòng xe này thì nếu như mà khách mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp em tầm 3 tới 4 triệu trở lên là mình cũng có thể lấy xe rồi. Dạ, 3 đến 4 triệu. Đây, em có đầy đủ tất cả các màu luôn, từ màu zin cho tới màu 3D, đầy đủ tất cả các màu cho mọi người lựa chọn. Dạ, ở phía bên ngoài thì toàn là những màu zin rất là nhiều luôn nha. Còn bên trong đây là những cái màu sơn 3D rất là đẹp. Nếu mà khách hàng không thích những màu này thì cửa hàng của mình cũng có sơn theo cầu luôn hả chị? Có, mọi người nếu mà có thích những màu nào khác nữa thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo gửi màu qua cho em. Em sẽ hỗ trợ đặt màu theo yêu cầu cho mọi người luôn nha. Dạ. Và phí cũng chỉ là 2 triệu thôi chứ không có cao hơn. Mình bảo hành màu sơn là bao lâu chị? Đối với những màu sơn 3D thì bên em có chế độ cực kỳ tốt cho mọi người. Bảo hành màu sơn cho mọi người trong vòng 1 năm. Ví dụ trong vòng 1 năm sử dụng mà xe bị bong chóc hay từ xuống màu thì bên em sẽ bảo hành miễn phí cho mọi người. Dạ. Còn đối với máy móc những dòng xe nhập này thì bên em bảo hành như chế độ xe chính hãng luôn, là 3 năm 30.000 cây cho mọi người sử dụng. Dạ.
Còn bảo hành là bảo hành về máy móc thôi nha, còn màu sơn thì mình cũng bảo hành luôn đó. Đây là những cái màu rin sơn 3D. Đây là sơ lược những màu sơn 3D tại cửa hàng em, rất là nhiều màu luôn. Dạ. Ở phía bên ngoài cũng còn rất là nhiều màu luôn nha các bạn. Ngoài ra, ngoài hai dòng xe nãy giờ em quay á, thì bên em còn có đầy đủ tất cả các dòng xe luôn. Ví dụ như là SH nè, AB, Vision, rồi Wayanfa, Sirius, hoặc là Sachia, Sonic, Rider, bên em có đầy đủ hết. Yeah. Ai mà có nhu cầu mua những dòng xe nào thì cứ nhắn tin trực tiếp với em sẽ hỗ trợ gửi hình cũng như tư vấn cụ thể cho mọi người hơn nha. Yeah. Tại vì thời gian không cho phép á, nên em sẽ quay hai màu, hai mẫu xe cơ bản tại cửa hàng mà đang được mọi người yêu chuộng nhất thôi nha. Dạ. Yeah. Rồi thì trước khi hai chị mình kết thúc video thì nhờ chị nhắc lại địa chỉ cửa hàng của mình một lần nữa hả chị? Em sẽ nhắc lại địa chỉ cửa hàng em là ngay vòng xoay cổng 11 Biên Hòa, Đồng Nai. Mọi người cứ tới ngay vòng xoay cổng 11 alo cho em sẽ ra đón mọi người cho dễ nha. Dạ. Yeah. Rồi khách hàng ở xa đến xem kênh mình cũng có ưu đãi luôn ha. Đúng rồi, khách hàng ở xa mà có liên hệ trước em sẽ hỗ trợ tiền xăng cho mọi người từ 500 tới 1 triệu. Đồng thời gửi hoa hồng cho mọi người nếu giới thiệu người xa thân tới mua xe nữa. Dạ. Yeah. Nha. Dạ. Yeah. Rồi giờ tới đây chắc hai chị mình kết thúc video ha. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Tạm biệt mọi người nha và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo nha.